Chào cô, cùng hoa quả đi. Hoa quả vừa tươi vừa sạch đấy. Có sạch thật không đấy? Hay là lại treo đầu dê bán đi chó? Tôi đảm bảo luôn nhá, nhà tôi là vừa sạch. Nếu mà không sạch ấy, tôi đền cô gấp 10. Anh nói điều là chết với tôi đấy. Cô ơi, nhẹ tay thôi. Này, nãy rõ ràng là chính anh bảo tôi vào mua, bây giờ mua lại không cho lựa à? Làm người kiểu gì đấy? Cô... Thôi được rồi, cô lựa đi. Na này bao tiền một cân? 70. Thế còn cam? 35. Cho tôi một ký cam đi. Cô lựa là nãy giờ mà cô chỉ muốn mỗi cam thôi à? Sao? Thế không định bán đi à? Nếu như anh mà không bán cho tôi là tôi quay clip bóc phốt anh trên mạng đấy. Cô... Thôi được rồi. Quả này héo, bỏ ra. Chào anh. Hôm nay hoa quả tươi nhở? Chào cô Lan Anh. Cô mua gì ấy, cứ lựa đi, tôi bán rẻ cho. Bày đặt chọn quả ngon, tí là tính tiền há hốc hết mồm ra. Na này bao tiền một cân đây anh? Tôi lấy cô 60. Cái gì? Tại sao anh bán cho cô ta một giá mà tôi lại một giá khác thế? Bởi vì cô ấy tôn trọng tôi nên tôi bán rẻ, được chưa? Anh... Của cô xong rồi đây, để tôi cân cho cô. Em lấy 2 ký anh nhá. Vâng, cô cứ lấy đi. Của cô 1 ký 2, 36.000. Chỗ này mà 1 ký 2 á? Lấy tôi cho 1 ký, tôi trả 30.000. Cam này ấy, tôi không bán giá đấy được đâu. Chúng tôi buôn bán đã khổ, bây giờ cô còn chèn ép mặc cả với tôi như thế à? Nếu như bây giờ mà anh không bán ấy, được, tôi sẽ quay phim chụp ảnh anh lên, đăng lên trên mạng để xem lúc đấy anh buôn bán kiểu gì. Cô... Nào, nói to lên. Thôi cô ơi, cô không mua hàng thì thôi, tại sao cứ phải làm khó anh ấy làm gì? Cô quay hình lên được cái tích sự gì chứ? Này, cô định làm anh hùng ấy à? Người ta mới nói ngọt nhạt vài câu thôi mà đã bênh chậm chậm như thế. Đúng là cái đồ hám trai. Này cô, cô ăn nói cho cẩn thận nhá. Tôi không biết cô làm gì, ở đâu, nhưng mà cứ mở mồm ra là cô chửi người khác như thế à? Thế tôi nói cho anh biết nhá, tôi ấy là vợ của giám đốc một công ty lớn đấy. Thế nên ấy, tôi thích nói gì đây là quyền của tôi. Hai người làm trơ mắt tôi, bị tôi nói là đúng rồi. Còn cô nữa, cô bớt xem vào chuyện người khác đi. Cô làm gì đấy? Thì tôi cũng quay như cô vậy. Nếu mà cô không sai thì việc gì cô phải sợ, đúng không? Cô bỏ con bé xuống. Tại sao tôi phải bỏ? Cô làm thế với anh ấy thì tôi cũng làm thế với cô được. Hai người được lắm. Cô nhớ mặt tôi đấy. Thế cô không lấy cam nữa à? Thôi, chị lựa đi, em bán cho. Đợt khảo sát này tôi vẫn chưa hài lòng đâu. Hình như là ai cũng nhận ra tôi là chủ tịch, nên là mọi người giả vờ kinh lắm. Dạ, em thấy mọi thứ vẫn bình thường mà chủ tịch. Làm gì có ai dám qua mặt sếp ạ? Có thật thế không? Nếu mà tôi tìm ra một lỗ hổng trong cái chuyện này, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Em... Rồi, vợ tôi tan làm rồi, tôi phải đi đón cô ấy. Dạ vâng, em chào anh ạ. Ô, thằng kính cận, tưởng thế là hay đấy. Mày chỉ may mắn hơn tao ấy, là mày ngồi trên ghế chủ tịch thôi. Đợi đấy, sẽ có một ngày tao hất mày đi. Linh, em sao đấy, sao lại khóc? Anh Toàn, anh phải đòi lại công bằng cho em đấy. Hôm nay em đi mua hoa quả ngoài chợ, có một cái thằng nó chê em nghèo, xong rồi còn đuổi đánh em đi, không cho em mua hàng nữa. Hay, Lao, thằng nào động đến vợ anh là không được rồi. Em cho anh cái địa chỉ quán đi, ngày mai anh cho người đến săn phẳng quán nào đó. Thôi, không cần đâu anh ạ. Em không muốn vì mình mà người ta mất miếng ăn đâu. Được rồi, hay thế này đi. Anh sẽ cho em thật nhiều tiền, em vào những cái siêu thị to, những chỗ to mà mua.
không phải ra cái chỗ vớ vẩn đấy nữa, cho nó nhọc người ra, được không? Cảm ơn anh. Ừ. Nào Tết. Sao? Dạo này em còn hay đau bụng không? Em không, đỡ rồi. Thế thì tốt quá. Nhờ có anh hết đấy. Oh. Em chăm còn gì nữa. À, thôi, đi làm đi. Em đến cổng chợ được rồi. Lần sau ấy, không cần ngày nào cũng phải đem đến cổng chợ đâu. Ấy, thế thì không được. Anh ấy có bận trăm công nghìn việc, có bận lên rừng xuống biển đi chăng nữa ấy, thì anh cũng phải đưa em đi chợ. À, sáng nào cũng thế. Đi làm đi, người ta đợi. Em cứ đi trước đi. Anh là anh phải hướng theo em, phải để cho em đi khuất tầm nhìn. Anh mới đi. Ông trẻo miệng nó vừa phải thôi. À thôi, em đi trước nhá. Ừ. Để về gặp anh sau. Đi cẩn thận nhá. Mình có bốc đầu đấy. Không phải là thánh nữ hôm trước đi giúp người đàn ông bán trái cây đấy à? Chào cô. Chào cái gì mà chào. Hôm nay tao đến đây ấy là để bắt mày xin lỗi tao đấy. Hôm trước chính mày với cái thằng bán trái cây này kết hợp với nhau để vả mặt tao đấy. Không nói kiểu gì vậy. Chính ngày hôm đó ấy, cô đe dọa anh ấy cơ mà. Anh ấy chả làm việc gì sai cả. Cô Lan Anh, đây ấy là hàng mà cô đã đặt đây. Hàng nhập khẩu, chuẩn tự nhiên, không phun thuốc nhá. Cảm ơn anh nhá. Ê, gói hết cho ai bán cho tôi. Tôi mua hết cái thùng này. Là cô à? Cô còn mặt mũi đến đây sao? Hàng này ấy, cô Lan Anh đã đặt rồi. Và tiệm chúng tôi ấy, chỉ còn một thùng duy nhất thôi. Tôi không cần biết. Tôi muốn mua cái thùng này, bán lại cho tôi. Thùng này ấy, là của cô Lan Anh. Nếu như cô muốn mua ấy, cô bảo tôi, lần sau tôi để cho. Này, anh vô lý nhở? Tôi đã bảo là tôi muốn mua cái thùng này. Tôi có tiền đấy, anh chê tiền à? Tiền ấy, thì ai chả muốn. Nhưng mà bán hàng ấy, thì phải giữ chữ tín. Đến trước, thì lấy trước. Đến sau, thì lấy sau. Để tôi gói lại cho cô nhá. Dạ vâng ạ, anh có cho em. Này, anh bị điếc à? Tôi đã bảo là để cái thùng này lại cho tôi. Tôi có rất nhiều tiền. Hay là anh khinh tôi không có tiền? Tôi nói vậy mà cô cũng không hiểu à? Thùng này ấy, là của cô Lan Anh đã đặt rồi. Cô là người hay là vịt mà đổ bao nhiêu nước cũng thấm vậy? Ý mày là gì? Thế mà không hiểu à? Ý anh ấy bảo cô ấy là đầu như nước đổ vịt ý. Chậm hiểu thế. Mày dám? Được, tiền chứ gì? Cầm lấy, xong rồi gói hết vào tao. Cô này, cô nghĩ mình là ai đấy? Cô nghĩ là cô nhiều tiền lắm mà cô xỉ nhục anh ấy như thế. Thế còn cô, cô có tiền để mà xỉ nhục người ta không? Thôi chị, kệ cô ta đi. Thôi rồi, anh cứ để thùng hàng cho cô ấy đi. Em không muốn anh khó xử đâu. Đấy, nghe gì chưa? Còn không gói vào đi. Thôi được rồi, tôi sẽ để cho cô thùng hàng này. Giá 2 triệu. Em chào anh ạ. Thưa anh, đây là báo cáo lợi nhuận quý này của công ty. Mời anh xem qua. Em phải thức cả đêm để làm mới xong đấy ạ. Thế cơ à? Dạ vâng. Có đầy đủ của hóa đơn không đây? Dạ đủ cả anh ạ. Anh cứ xem đi ạ. À, nhìn trông cũng có vẻ là hoàn hảo, đầy đủ chỉnh chu phết nhỉ. Tôi nhìn này tôi cứ tưởng là làm giả. Ồ, giả đâu mà giả. Đều một tay em làm, tất cả đêm hôm qua mới xong đấy ạ. Cái gì? 2 triệu á? Cái trái cây này là trái cây gì mà như 2 triệu? Đây ấy, là hàng nhập khẩu, không có thuốc. Bây giờ cái giá 2 triệu ấy cũng là đương nhiên thôi. Thế cô có lấy không? Hay là tôi để cho cô Lan Anh? Ai bảo tôi không lấy? Tôi lấy.
hôm nay nhiều hoa quả tươi lắm, chị cứ chọn đi, em bán rẻ cho. À đây, chị ăn thang long nhá, thang long vừa ngọt vừa mát. Sao đây? Dạ, cứ nghe điện đi, việc gấp thì nghe điện đi. Vậy em gọi, em xin phép ạ. Anh đây. Cái gì? Em bị đánh á? Em đang ở đâu? Được rồi. Thưa chủ tịch, em xin phép về trước ạ, vợ em gặp chuyện ạ. Cậu đi đi. Dạ vâng, em xin phép ạ. Em đang ở đâu đấy? Anh qua đón em nhá. Ok. Bố mình một ký, chị mua đi. Chị ạ. Này, cô làm cái gì thế ạ? Hoa quả thì đầy đây, cô không lựa đi. Lại cô giật đồ người khác này như nào nhỉ? Cô ta vẫn chưa trả tiền. Với cả tôi là khách, tôi có quyền được lựa, với cả được tranh giành chứ. Vậy thôi, tôi không bán cho cô nữa. Cô đi chỗ khác đi. Anh tưởng không bán mà được á? Nếu như mà anh không bán cho tôi ấy, thì ngày nào tôi cũng đến đây. Ai đến mua thì tôi sẽ nói bộ mặt thật của anh, để xem người ta có muốn mua nữa hay không. Thôi rồi ạ, anh cứ để cho cô ta lựa đi. Em đi chứ không mua được cái gì. Mày thật sự luôn ấy. Này, cô định đi đâu? Chính cô là người lừa tôi để mua cái đống trái cây này với giá đắt nhá. Cô nghĩ làm như thế mà cô đi được ạ? Này, cô nói kiểu gì đấy? Tôi đã nhường nhịn cô rồi, thế mà cô cứ được đằng chân lên đằng đầu thế à? Hả? Phải đấy. Thôi, hay là cô đi chỗ khác mua đi. Mấy ngày hôm nay cô ám quẻ của tôi cũng nhiều rồi. Bọn mày, cái lũ mặt hạ nghèo hèn non mày, mày dám khinh thường tao quá. Mày thì khinh thường này, mày thì khinh thường này. Cô dừng lại, ai cho cô làm thế à? Anh trả đây. Đó này hả? Mày làm cho gì đấy à? Cái anh kia, tại sao lại đánh ấy? Chúng mày đánh vợ tao là sao hả? Đúng, phải rồi đấy anh ạ. Em ra đây mua hoa quả, em không mua, bọn nó đánh em ấy. Anh xem xử bọn nó như nào đi. Cô nói láo, chính cô là người phá sạp rồi còn chửi bới bọn tôi. Này, bố mới không tin ai cả, hiểu chưa? Tao chỉ tin vợ của tao thôi. Chúng mày làm gì với vợ tao ấy, tao sẽ làm lại đúng như thế. Đúng rồi đấy anh phá cho mày đi anh. Được, cứ để anh. Này, anh có dừng lại không? Anh mà còn phá nữa ý, tôi báo công an đấy. Báo công an á? Nói cho mày biết luôn này, mày báo hộ tao cái. Tao là giám đốc công ty FM, tao chẳng sợ bố con thằng nào hết. Đúng rồi đấy, cứ phá tiếp đi anh. Quả này. Anh dừng. Này, em sao? Không ạ. Chủ tịch ạ. Cậu Toàn, tại sao cậu phá phách ở đây hả? Dạ, thưa anh, là do hai người này bắt nạt vợ em. Em đang nói lại công bằng cho vợ của em thôi ạ. Đúng rồi đấy ạ. Đúng rồi đấy ạ. Cậu đừng có mà nói láo. Vợ ấy thì giành đồ của người khác, chồng ấy thì mưu quá hành động. Đúng là được cả đôi đấy. Này, mày đừng có lưu thuyền nhá. Tao cho mày một trận bây giờ đấy. Cậu Toàn, cậu tôn trọng người khác một chút đi. Cậu có biết đây là vợ tôi không? Cái gì? Vợ của chủ tịch kia? Làm sao có thể như thế được? Nhìn cô ta đơn giản như này cơ mà. Đơn giản vì vợ tôi không thích khoe khoang, không thích phô trương. Chỉ vì cô ấy ăn mặc đơn giản thế này, thế là hai người xì nhục cô ấy à? Dạ. Cậu Toàn, tôi hơi bị bất ngờ đấy. Bọn em không biết. Có gì anh cho em xin lỗi ạ? Dạ vâng ạ. Xin lỗi? Làm sao mà có thể thế được? Cậu Toàn ạ, đến cái nước này ấy, thì tôi thông báo với cậu, cậu chính thức bị đuổi việc. Chủ tịch ơi, tại sao anh có thể vô lý đuổi việc em như vậy được ạ? Em có làm gì sai đâu ạ? Đúng rồi ạ, anh cũng phải nghĩ đến công lao to lớn của anh Toàn góp vào trong công ty chứ ạ. Vô lý? Thế cái việc cậu ăn chặn tiền của công ty, thông đồng với cấp dưới để lừa tôi làm cái báo cáo giả, cậu nghĩ tôi không biết à?
cậu làm những cái việc đấy đã đủ để tôi đuổi việc cậu rồi. Bây giờ cậu còn bắt nạt vợ tôi nữa. Làm sao anh biết được chuyện đấy ạ? Chủ tịch ơi, em xin lỗi. Em biết lỗi của em rồi. Anh có thể cho em một cơ hội được không ạ? Quá trễ rồi cậu Toàn ạ. Cậu không có cơ hội lần thứ hai đâu. Các cụ còn bảo là vợ chồng ấy, nồi nào úp vung đấy. Bây giờ vợ cậu cũng thế này ấy, thì tôi làm sao có thể tin tưởng cậu nữa. Lan Anh, cô có thể nói hộ chủ tịch đừng đuổi việc chồng tôi được không? Có gì tôi sai, tôi xin lỗi. Không được. Tôi tin quyết định của chồng tôi là đúng đắn. Cậu Toàn làm sai ấy, thì cậu Toàn phải chịu trách nhiệm trước hành động của mình chứ. Tôi định xin xỏ gì nữa. Người cậu phải xin ấy, không phải là tôi đâu. Xin lỗi cậu ấy rồi bồi thường đi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Anh kia tâm bán hàng nhá. Lần sau em ghé qua em mua sau. Em về trước. Nếu hai người này còn gây khó dễ cho cậu lần sau ấy, cứ báo với tôi. Cảm ơn anh chị ạ. Em về nhá. Chủ tịch. Chúng tôi ấy buôn bán nhỏ lẻ, thế mà cô ấy nó còn mặc cả chèn ép chúng tôi. Tôi hỏi cô nhá, cô đi nhà hàng một lần hết mấy triệu tiền tip xong rồi tiền thưởng, cô có mặc cả với họ không? Cô đừng trách ấy, tại sao mọi người đối xử với cô như vậy. Mà cô phải tự hỏi bản thân mình ấy, là cô đối xử mọi người như thế nào. Còn bây giờ ấy, hai người đi đi.